Xin chào cả nhà, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một bộ phim hình sự mang đậm tính triết lý phương Đông. Bộ phim Vô Gian Đạo với sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ đã khiến nền điện ảnh Hồng Kông khởi sắc hơn. Lấy bối cảnh giữa lúc xã hội Hồng Kông loạn lạc, các băng nhóm xã hội đen nổi lên nắm quyền thành phố, cảnh sát thì cử Vĩ làm xã hội đen, còn xã hội đen thì cử Lưu làm cảnh sát. Thật giả, giả thật lẫn lộn, trong thiện có ác, trong ác có thiện. Tại đây các tình tiết dồn dập, cao trào và những màn hành động kịch tính cùng những pha đấu trí đỉnh cao. Ngoài ra những triết lý sống cùng tình nghĩa anh em đầy cảm xúc khiến người xem hồi hộp không muốn rời mắt. Không dài dòng nữa, xin mời quý vị đến với các tình tiết của bộ phim. Tại một ngôi chùa, hàng xóm đang vái lạy Phật tổ. Hắn nói, 5 năm trước, hắn bắt đầu lập nghiệp ở Hồng Kông bằng nghề bán thuốc lá lậu. Cảnh sát bắt đầu truy lùng khiến 6 người anh em của hắn bị chết. Hàng Sâm vẫn còn sống, hắn không tin vào định mệnh và muốn tự mình xây dựng số mệnh cho riêng mình. Tại đây, hắn cử những đàn em có lý lịch trong sạch nhất gia nhập cảnh sát làm đội gián. Trong số những người này có Lưu. Trong trường huấn luyện cảnh sát, Vĩ có mật danh trong sở cảnh sát là 29149. Vì luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên anh được giao một nhiệm vụ là thâm nhập xã hội đen và làm cảnh sát chìm. Lưu với ánh mắt ganh ghét vì không bằng Vĩ nên nghiến răng ganh ghét. Thành công gia nhập xã hội đen, Vĩ liên tục ra tù vào tội để chứng minh bản thân của mình. Bên kia, Lưu cũng đã thành công tốt nghiệp trường cảnh sát, bắt đầu công việc của một tên xã hội đen chìm. Cuộc chiến giữa thiện và ác bây giờ mới thật sự bắt đầu. Lưu tới cửa hàng bán loa của Vĩ mua loa, hai người ngồi thưởng thức nhạc. Trên nóc nhà, thanh tra Huỳnh Chí Thành tới gặp Vĩ. Vì Vĩ đánh nhiều người quá nên ông tới hỏi thăm. Vĩ làm nhiệm vụ cớm chìm 3 năm, nhưng tới nay đã gần 10 năm rồi, anh vẫn chưa được trở về. Anh muốn trở về làm cảnh sát, nhưng Chí Thành muốn anh ở lại để phá băng nhóm do Hàng Sâm cầm đầu. Đoàn xe tang chở người xếp quá cố đi qua, Vĩ đưa tay lên chào tạm biệt trong sự tiếc nuối. Trong sở cảnh sát, Lưu tới thẩm vấn một nghi phạm làm giả hộ chiếu. Hắn ta không chịu khai gì vì chưa gặp luật sư. Lưu bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, anh thành công lấy được số điện thoại của tên cầm đầu tên là Môn. Tối hôm đó, họ lên đường làm nhiệm vụ truy bắt một cuộc giao dịch ma túy của Hàng Sâm. Cảnh sát sẽ không được tiến ra nếu chưa phát hiện được chỗ giấu ma túy. Vĩ lái xe chở Hàng Sâm tới địa điểm giao dịch, nhưng Lưu đã gọi điện mật báo cho Hàng Sâm biết được tối nay sẽ bị phục kích. Mục tiêu bắt đầu xuất hiện, Hàng Sâm kêu đàn em bỏ hết điện thoại ra để tránh bị theo dõi. Lúc này, điện thoại Hàng Sâm nhận được tin nhắn về tần số của bộ đàm cảnh sát. Vĩ được Hàng Sâm giao đi đón những tên người Thái. Tại nơi theo dõi, Lưu làm nhiệm vụ nghe lén các cuộc gọi của băng Hàng Sâm, nhưng thanh tra Chí Thành không hề biết được rằng Lưu đã mật báo trước rồi. Lúc này, những người Thái xuất hiện, Hàng Sâm và bọn chúng bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau. Vĩ kiểm tra hàng trắng, anh kể một đường khá đậm rồi hít một hơi về tận nóc, tên đàn em ngồi sau cũng phải chảy nước miếng thèm. Tất cả ngồi đợi Vĩ đánh giá hàng, hàng loại A cộng. Hàng Sâm vui vẻ gọi điện cho đám đàn em giao tiền. Cảnh sát bắt đầu hành động, nhưng vì bị Hàng Sâm nghe được nên hắn kêu người cho xe chạy vòng vòng đánh lừa cảnh sát. Thanh tra Thành đoán được là bị lộ tần số nên đổi tần số khác là 456-855. Tình hình căng thẳng, Lưu phát hiện được thanh tra Thành đang dùng ký hiệu ngón tay để nói chuyện với ai đó. Sau một hồi dùng ngôn ngữ ký hiệu, thanh tra Thành biết được Hàng sẽ được giao ở Vịnh Long Cư. Hàng bắt đầu được giao thì Hàng Sâm nhận được tin báo có phục kích nên hắn phi tang bằng cách đổ xuống biển. Giao dịch thất bại và cảnh sát cũng thất bại luôn nên cả hai bắt đầu nghi ngờ có kẻ nội gián. Thanh tra Thành cùng cảnh sát lao vào nơi Hàng Sâm đang ở, nói với hắn là hôm nay mất nhiều tiền quá nhỉ. Hàng Sâm nổi điên quát lớn, mày tưởng mày cài nội gián thì bắt được tao à. Thanh tra Thành cũng nói điều ngược lại, anh cũng cài nội gián vào chỗ chúng tôi. Thanh tra Thành kể cho Hàng Sâm một câu chuyện về cuộc sống và nói rằng cuộc chiến sẽ bắt đầu, một trong hai ta phải chết. Lưu mới mua một căn hộ mới, tại căn hộ anh cùng Barry đang dọn dẹp thì Hàng Sâm gọi điện tới kêu Lưu phải tìm bằng được kẻ nội gián trong bang. Lưu nói anh không tìm được danh sách hồ sơ cướp chìm nhưng biết hắn sử dụng mật mã bằng ngón tay. Anh kêu Hàng Sâm đưa toàn bộ thông tin của những người đứng bên cạnh lão hôm qua cho anh tìm thông tin. Vĩ vì căng thẳng trong công việc nên tới khám bác sĩ. Mỗi lần tới đây anh toàn ngủ quên. Hóa ra Vĩ ngủ lại là vì bác sĩ tâm lý là một em gái xinh đẹp. Anh nói với cô, anh là cớm. Cảnh sát bây giờ cũng đang tìm kẻ nội gián trong sở nên đã thăng chức cho Lưu làm thanh tra. Tại ban Hàng Sâm, cả đám bắt đầu khai báo thông tin cá nhân để làm căn cước công dân gắn chip. Khai báo cho Hàng Sâm để đưa cho thanh tra Hoa trong rạp chiếu phim.
Vĩ cũng trong đó nên biết, Vĩ bám theo Lưu thì gặp một cuộc điện thoại. Lúc này, anh Lưu cũng biết được có người theo dõi. Hàng Sâm giao cho Vĩ nhiệm vụ buôn bán hàng trắng mới. Hàng Sâm dò hỏi Vĩ về kẻ nội gián trong bang. Có vẻ như ông ta đang nghi ngờ anh. Bên sở cảnh sát, Thanh tra Thành nói chuyện với Lưu về kẻ nội gián trong sở. Thanh tra Thành nói, anh có toàn quyền thanh tra ở đây. Lưu bắt đầu kiểm tra thông tin của tất cả mọi người. Vĩ gặp lại người tình cách đây 7 năm trước của mình, nhưng giờ cô ấy đã có gia đình và có con rồi. 2 năm nghỉ vụ tạm xa nhà, khi về phố thị nở đầy hoa, người yêu ra đón cùng con nhỏ, chào chú đi con, bạn má về. Người ta đi nghỉ vụ 2 năm về còn bị như vậy, đằng này Vĩ đi tới gần 10 năm thì người ta bỏ đi là đúng rồi, Thanh tra Thành tìm gặp Vĩ. Lưu cho người bám theo Thanh tra Thành để biết được kẻ nội gián trong bang Hàng Sâm là ai. Tại sân thượng của một tòa nhà, Thanh tra Thành nói chuyện với Vĩ. Tại đây, Vĩ nói, có vẻ như Hàng Sâm biết anh ta là nội gián. Sếp nói, vậy thì nguy hiểm quá, anh nên rút lui thôi. Lúc này, Vĩ nhận được cuộc gọi báo là đã tìm ra được tên nội gián. Đám người của Hàng Sâm bắt đầu tràn vào tòa nhà, hai người bắt đầu rời khỏi tòa nhà. Vĩ dùng cầu thang của nhân viên lâu kính đi xuống để vòng tới tòa nhà. Lúc này, vì bảo vệ cấp dưới của mình là Vĩ mà sếp Thành bị đám đàn em của Hàng Sâm hại chết, Thanh tra Thành bị đẩy từ trên cao xuống ngay trước mặt Vĩ. Mặc dù đau khổ trước cái chết của sếp mình, nhưng anh buộc phải rời đi. Người anh em trong bang đi cùng xe với Vĩ nói là khi Hàng Sâm kêu người tới tòa nhà thì Vĩ không ở đó. Vĩ hãy trốn đi vì Hàng Sâm sẽ giết anh. Người anh em bị trúng đạn nên tạo hiện trường tai nạn xe rồi qua đời. Tại sở cảnh sát, các thanh tra điều tra về cái chết của sếp Thành. Mọi tình nghi đều đổ dồn về đám tay chân của Hàng Sâm. Thanh tra Lưu được giao nhiệm vụ để giải mật mã về người cảnh sát chìm, rồi kêu anh ta về sở cảnh sát. Lưu lấy điện thoại của sếp Thành thì phát hiện ra số điện thoại của Vĩ. Anh gọi tới số Vĩ và gõ mật mã. Vĩ gọi điện cho Lưu, Lưu đề nghị Vĩ hợp tác. Tối đó Hàng Sâm coi TV, tin tức nói là cảnh sát chìm Thủy Quang Cường đã được xác nhận là chết trong vụ tai nạn xe hơi. Lúc này, Vĩ trở về bang gặp Hàng Sâm. Anh nói, anh đã xử lý xong tên cảnh sát chìm. Sếp có cho tên Cường biết nhà kho không? Nếu biết thì rất nguy hiểm. Trong sở cảnh sát, Lưu kêu các thanh tra dừng cuộc theo dõi bang của Hàng Sâm. Khi bang này đang tới nhà kho, trên xe, Vĩ dùng mật mã ký hiệu báo cho Lưu biết hành động của bang. Sau khi Hàng Sâm lấy hàng, Lưu bắt đầu cho cảnh sát hành động. Cảnh sát tới chặn xe của Hàng Sâm, hắn quay xe bỏ chạy. Thấy xe chạy không được, hắn vội xuống xe, chạy xuống tầng dưới. Hàng Sâm dùng điện thoại gọi cho ai đó, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại hắn đang gọi lại vang lên ngay tại đây. Hàng Sâm không ngờ, kẻ mà hắn tin tưởng, cài cắm vào sở cảnh sát lại ra tay bắn chết hắn. Trở về sở cảnh sát, ai nấy cũng đều chúc mừng Vĩ vì phá được vụ án của bang Hàng Sâm. Tại đây, anh gặp Vĩ vì hai người biết nhau từ hồi bán loa nên khá vui vẻ. Trong lúc Lưu đi mở mật mã hồ sơ của Vĩ thì Vĩ bất ngờ phát hiện điều bất thường rồi anh bỏ đi. Lưu trong sở cảnh sát đã xóa toàn bộ hồ sơ của Vĩ và bắt đầu truy bắt Vĩ. Không còn nơi nào đi, Vĩ tới nhà bác sĩ tâm lý để ở nhờ. Thì ra hai người đã thích nhau nhưng giờ mới nói. Sáng hôm sau, Vĩ rời đi vì không muốn liên lụy tới cô. Vĩ giả làm người sửa máy nhạc tới nhà Lưu đưa cho vợ Lưu một đĩa CD. Thì ra Vĩ đã lén lấy một cuộn băng ghi âm của Hàng Sâm. Lúc này, Vĩ kêu Lưu trả lại thân phận cho anh rồi hẹn gặp Lưu. Vĩ hẹn Lưu ngay tòa nhà mà anh và sếp Thành hay gặp. Lưu giờ muốn làm lại cuộc đời nên xin Vĩ một cơ hội để làm lại. Nhưng vì những gì Lưu đã gây ra quá kinh khủng nên Vĩ nhất quyết nói không. Lúc này tên cảnh sát đồng bọn với Lưu tới. Trong lúc đợi thang máy xuống, Vĩ không để ý nên bị tên cảnh sát kia bắn chết. Số phận không phải do trời quyết mà chính ta sẽ quyết định nó. Trong thang máy, vì muốn diệt hết nhân chứng nên Lưu ra tay sát hại tên cảnh sát. 6 tháng sau, thân phận của Vĩ được làm sáng tỏ, anh được tổ chức tang lễ. Lưu tới trước di ảnh Vĩ muốn được trao đổi thân phận với anh. Lưu dù có được quyền cao nhưng cũng không thể nào được yêu quý bằng Vĩ. Dù có quay ngược thời gian để thay đổi vị trí trở thành cớm chìm thì nhân cách và con người của Lưu cũng không thể nào sánh ngang được với Vĩ. Bộ phim kết thúc, đạo diễn đã khéo léo sắp đặt cho chúng ta thấy cái nhìn đa chiều về cuộc sống. Cuộc sống như hai mặt của đồng xu, có trái, có phải, có chính nghĩa thì cũng có gian tà. Tất cả những điều đó tồn tại song song, làm cân bằng xã hội. Vĩ theo chính nghĩa nên những người xung quanh đều xả thân vì anh. Còn Lưu theo cái ác nên sẵn sàng xuống tay với những người từng là đồng bọn của hắn.
liệu Lưu có phải là kẻ chiến thắng khi vợ của hắn biết được sự thật và bỏ đi. Còn Vĩ tuy đã hy sinh nhưng anh sẽ sống mãi trong ký ức của những người yêu quý anh. Nếu không muốn bị số phận chi phối thì bạn đứng lên tự tạo số phận cho chính mình.